Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, mình Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Quý vị thân mến, thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến gần 70 tuổi rồi, Mậu Tuất đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý, con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi. Mậu Tuất thân mến, cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm hơn nửa đời người. Rồi cố quay đầu nhìn lại 67 tuổi, cũng là 67 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì quá nửa đời đã trôi qua rồi. Cuối đường vẫn có đường, chỉ cần cô bác sẵn lòng đi, có khi nhìn thì như là có đường, nhưng thật ra là cô bác phải rẽ ở đó rồi. 67 tuổi chính là một lối rẽ. Có lẽ chúng ta thật sự là chán trường rồi, thành ông già rồi, tinh thần sa sút rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi. Đời người ngắn ngủi khổ đau, tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi. Vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm, cuộc đời này ngắn lắm, chỉ cần cô bác sống hết tâm mình, cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận. Năm mới đã tới, hy vọng với phần luận giải chi tiết của các chuyên gia dưới đây, chúng tôi tin chắc rằng không làm quý cô bác Mậu Tuất thất vọng. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu chung về tổng quan người tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 này và sau đó sẽ đánh giá riêng về nam nữ mạng Mậu Tuất quý vị nhé. 2023 được coi là một bước lùi của tuổi Mậu Tuất thì sang năm 2024 đương số sẽ có sự nhảy vọt gấp nhiều lần, vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng, có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi chung 4 phương diện tuổi Tuất năm 2024 như sau, dưới đây là tổng quan tử vi tuổi Tuất 2024 ở các phương diện. Công việc, không chỉ gặp khó khăn do nền kinh tế chung giảm sút, mà vận khí bất ổn khiến tuổi Tuất làm lụng vất vả hơn, công việc gặp nhiều trục trặc và thách thức, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu bất ổn, dễ bị tiểu nhân quấy phá hoặc gây điều tiếng thị phi, dấu hiệu thăng tiến tuy vẫn có nhưng không rõ ràng, để đạt được cũng phải chảy ra chóc vảy, tất nhiên quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc cô bác sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ, tuy nhiên, hãy kiên cường tự tin vào bản lĩnh của mình, cô bác sẽ dần dần tháo gỡ được vững mắc và vươn lên. Tiền bạc, tình hình tài chính không được như ý, người làm công ăn lương thường xuyên gặp trục trặc trong công việc nên các khoản thưởng chững lại, khả năng được thăng chức hoặc tăng lương gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, cô bác phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, hãy cẩn thận trong từng quyết định kẻo đẩy bản thân vào cảnh hao tài. Tình cảm, may mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh tiến triển hài hòa, đặc biệt cô bác luôn nhận được sự quan tâm thấu hiểu đến từ người thân. Cũng nhờ người thân mà cô bác có thêm động lực và sức mạnh đối diện với khó khăn, cố gắng tiến về phía trước. Sức khỏe, có dấu hiệu suy giảm trong năm này, chủ yếu là do đương số phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống, hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để nhẹ nhõm hơn, đi đứng cẩn thận, đề phòng họa huyết quang. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 nam mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch, theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu,
Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Báo hiệu năm có sao này chiếu thì tiền bạc tiêu hao, có tiểu nhân quấy phá gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận, hạn này chủ về đau ốm bệnh tật hoặc thương tật bất ngờ mà gây hao tài tốn của để chạy chữa. Tiểu kết, năm có hao tinh chiếu mệnh, báo hiệu tiền bạc dễ tiêu tán, khó tụ, thậm chí đương số dễ vướng vào thị phi, kiện tụng, mà tổn hao nhiều tiền của tích lũy trước đó. Ngoài ra, năm này sức khỏe giảm sút, khá tốn kém thuốc thang chữa trị. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024 nữ mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh có tính chất cứu giải rất tốt, nhất là nữ mạng. Năm có sao này chiếu thì tuổi Mậu Tuất nữ mạng dễ gặp hung hóa cát, có được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Ngoài ra đương số cũng có lộc về đất đai. Theo niên hạn, hạn Huỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tiểu kết, năm có phúc tinh chiếu mệnh, hung vận được chiết giảm phần nào, cuộc sống của nữ mạng Mậu Tuất cũng được phần an ổn, nhẹ nhàng hơn. Các phương diện duy trì ở mức trung bình, không phải lo lắng nhiều, cứ vui vẻ đón nhận mọi thứ. Có điều, sức khỏe suy giảm nhiều, bản mệnh dễ đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, dễ bị đau ốm, thậm chí lâm trọng bệnh, hao tốn tiền của để chữa trị, đi lại cẩn thận đề phòng họa sông nước. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi muốn nhấn mạnh rằng năm 2024 này của quý tín chủ tuổi Mậu Tuất rất xấu. Về phương diện sức khỏe, xin mời quý tín chủ tuổi Mậu Tuất nghe thật kỹ để phòng tránh hiểm họa tiềm tàng nhé. Năm sinh 1958, tuổi Can Chi, Mậu Tuất, số tuổi xem tử vi, 67 tuổi âm lịch, giới tính, nam mạng, mệnh ngũ hành, bình địa mộc, thiên can, mậu thổ, địa chi, tuất thổ, cung mệnh, nam cung càn, nữ cung ly. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất cũng không được khả quan, chủ yếu do cô bác phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại. Công việc bận rộn rắc rối xảy đến liên tiếp khiến cô bác thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì thế mà cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi, nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Trên lĩnh vực tinh thần, nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, cô bác cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức. Chớ một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có, việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa huyết quang, đặc biệt là phụ nữ tuổi Mậu Tuất đi đứng lại càng phải giữ gìn tránh điều bất trắc. Về phương diện tài lộc, vận khí thăng trầm do thái tuế chi phối, cùng với suy thoái kinh tế, hơn ai hết, người tuổi Mậu Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn về tài chính trong năm Giáp Thìn này. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục bất lợi, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lối tiêu xài lãng phí, mù quáng kẻo khi rắc rối xảy ra, đương số sẽ trắng tay, thậm chí phải rơi vào cảnh nợ nần. Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ khiến cho cô bác vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cô bác phạm phải sai lầm, phải dùng tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Có thể thấy rằng năm này, cô bác làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế gây ra tổn thất. Trên thực tế, nếu cô bác chăm chút cho công việc của mình, không nề hà vất vả thì cuối năm công sức của cô bác sẽ được ghi nhận, các khoản thưởng nóng dù không dồi dào đi nữa thì cũng vẫn sẽ có. Với người làm kinh tế, các hung tinh đại hao, tuế phá liên tiếp xuất hiện báo trước cho cô bác những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc, sức cạnh tranh trong năm lớn. Thời buổi người khôn của khó, Mậu Tuất làm gì cũng phải suy tính chu toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Hết sức thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được răng sẵn, chỉ chờ cô bác bất cần nhảy vào mà thôi. Năm nay cô bác không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình, quan trọng là làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu cô bác vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ tốn của cô bác một khoản tiền không nhỏ cho việc thăm khám, vì thế mà kể cả khi cầm tiền trong tay, cô bác cũng cần chi tiêu tiết kiệm,
chớ hoang phí cho những sở thích nhất thời hoặc những nhu cầu thiếu thực tế. Nếu không khi có chuyện cấp bách xảy ra, cô bác sẽ không thể có đủ tiền xoay sở, thậm chí phải vay mượn người khác. Về phương diện sự nghiệp, so với năm 2023, vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Mậu Tuất kém sắc hơn hẳn, rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi đương số cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức ra nhưng kết quả lại không được như ý. Năm này, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, Mậu Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình khiến cô bác dù hăng hái bắt tay vào công việc, cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù nói lời mất lòng cũng hãy chú ý lắng nghe. Đó có thể là người thật sự muốn tốt cho bạn, muốn trông thấy cô bác tiến bộ. Ngược lại, những kẻ nào cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận nịnh hót thì cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo lời đối phương. Đặc biệt, với người làm lãnh đạo, nếu cô bác không giữ được đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo đối phương. Ngoài ra, mệnh chủ khó đạt được bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn là do chịu tác động tiêu cực của thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mức cô bác còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Khi quan hệ đôi bên không hòa hợp thì cấp trên khó có thể giao cho cô bác cơ hội khẳng định bản thân, thậm chí không tìm cớ gây khó dễ đã là tốt lắm rồi. Sao Thiên Hư khuyên cô bác tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý, như vậy thì cô bác sẽ chỉ ngày một buồn chán, thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Thay vì than thân trách phận, oán trách mọi người, cô bác nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai giúp sức mình thì nên thể hiện sự biết ơn, như vậy thì các mối quan hệ của cô bác sẽ được cải thiện nhanh chóng. Hơn nữa, trong năm vẫn còn có thiên ấn chiếu mệnh, cô bác có cách hành xử phải phép, tập trung nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, thì đến nửa cuối năm thành quả lao động của cô bác sẽ được ghi nhận, thậm chí cô bác còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục. Về phương diện tình duyên, may mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Mậu Tuất trên phương diện tình cảm, dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội, thì may mắn là khi về nhà cô bác vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh, nhờ thế mà cô bác cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, cô bác nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi cô bác không cần phải nói, đối phương cũng có thể đoán được cô bác mong muốn điều gì. Vì thế, cô bác luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc, gia đình chính là tổ ấm cô bác mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả. Năm nay có thể thấy rằng, áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, cô bác nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà cô bác bỏ qua, đưa ra cho cô bác những lời khuyên hữu ích. Còn ngược lại, nếu cô bác chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến việc giao lưu, kết bạn, thì một nửa còn thiếu của cô bác sẽ rất khó xuất hiện. Cho dù cô bác có được người thân quen giới thiệu đi nữa, thì đó cũng sẽ chỉ là những buổi gặp gỡ thoáng qua. Về phương diện sức khỏe, vì những vất vả trong công việc và những tổn thương trong tình cảm, nên sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất cũng khó có thể tốt trong tháng này. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tinh thần căng thẳng, không muốn làm bất cứ việc gì. Với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bạn không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi. Để tránh những tổn thương, tai nạn không đáng có, hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chớ nên quá cố gắng kẻo thiệt thân. Nếu có thời gian, bạn nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tìm các cách thích hợp để thư giãn, tránh khiến đầu óc căng thẳng trong khoảng thời gian quá dài. Bạn cũng có thể tâm sự nỗi niềm với những người thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Mậu Tuất 1958 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Dần, xuất hiện quý nhân hỗ trợ vấn đề về công việc hoặc tiền bạc, đầu năm chi tiêu vẫn khá thoải mái, có người mai mối nhân duyên cát lành tới hãy chủ động nắm bắt. Tháng 2 năm 2024, tháng Mão, có lộc kinh doanh, buôn bán, nhưng không quá lớn, có sự hỗ trợ từ phía người thân gia đình, nên tháo gỡ một vài khó khăn tài chính. Tháng 3 năm 2024, tháng Thìn, đi lại cẩn trọng kẻo gặp tai nạn xe cộ, đề phòng bị mất trộm đồ đạc quý giá, xuất hành xa bất lợi,
có thể bị nhỡ tàu xe hoặc sự cố bất ngờ khiến hành trình lỡ dở hoặc tốn kém tiền bạc. Tháng 4 năm 2024, tháng Tỵ, đảm đương nhiều việc cùng lúc nhưng khó đạt kết quả vẹn toàn, tài khí có tăng, có thể có nguồn thu phụ nho nhỏ đủ để lo toan cuộc sống. Tháng 5 năm 2024, tháng Ngọ, có quý nhân từ phương xa trợ giúp, đi xa có lợi, có thể thay đổi vị trí công việc tốt hơn, có bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc nên nhanh khỏi. Tháng 6 năm 2024, tháng Mùi, cơ thể suy nhược, có thể mắc trọng bệnh khiến hao tán không ít tiền của, hạn chế đi lại đường sông nước kẻo gặp nạn bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 7 năm 2024, tháng Thân, sức khỏe giảm sút, đề phòng các chứng bệnh về đường hô hấp, chuyện tình cảm tiến triển tốt, tuy nhiên tiền bạc lại bất ổn, có thể phải lâm cảnh vay mượn. Tháng 8 năm 2024, tháng Dậu, có lộc trong kinh doanh buôn bán, có dấu hiệu tăng lương hoặc tăng thu nhập, tuy nhiên còn chưa mạnh, có bệnh vái tứ phương, thành ra tiền bạc tốn kém. Tháng 9 năm 2024, tháng Tuất, gia đạo trục trặc, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, có điểm báo thị phi, tiểu nhân quấy phá hoặc họa lao ngục, hết sức cẩn trọng khi ký kết giấy tờ làm ăn. Tháng 10 năm 2024, tháng Hợi, của đi thay người, mất chút tiền của nhưng còn giữ được mình, có điểm bất lợi khi đi xa, thận trọng với chính người xung quanh mình kẻo sẽ vướng vào rắc rối, lừa đảo. Tháng 11 năm 2024, tháng Tý, công việc nhiều và áp lực nhưng có quý nhân hỗ trợ, kết quả đạt được cũng tương đối, đi đứng cẩn thận tránh va quệt xe cộ. Tháng 12 năm 2024, tháng Sửu, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, thêm nguồn thu phụ từ các việc ngoài luồng hoặc đầu tư kinh doanh, căng thẳng công việc khiến sức khỏe giảm sút, khó tránh tình trạng đau nửa đầu hoặc mất ngủ. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Mậu Tuất 1958 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Mậu Tuất âm lịch. Đầu năm chật vật đủ thứ, tuổi Mậu Tuất có tháng 1 khá ảm đạm và không có nhiều vận may mỉm cười do ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt. Cặp đôi này khiến bạn lao đao trên nhiều phương diện của cuộc sống và thường xuyên vấp vào những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Do hoàn cảnh sống đưa đẩy nên tính cách của bạn khá trầm, sống nội tâm, khó gần. Có thể ngày nào cũng ở nhà, không chịu mở cửa chào hỏi người thân và bạn bè khi họ đến thăm, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực khác nhau và khiến danh tiếng ngày càng xấu đi. Trong giai đoạn này, người tuổi Mậu Tuất được khuyên nên mở lòng và giao tiếp nhiều hơn với gia đình, bạn bè, trong cuộc sống hàng. Ngày bạn cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn và đối mặt với cuộc sống với tâm trạng vui vẻ, trước khi có thể cống hiến hết mình cho công việc một cách nghiêm túc. Bạn cần phải kiềm chế cảm xúc của mình, nếu gặp rắc rối gì thì cần bình tĩnh và giải quyết cẩn thận chứ đừng có nóng nảy và làm ầm ĩ lên, điều này chỉ khiến bạn xấu hổ và mất uy mà thôi. Đầu xuân năm mới con giáp này cũng nên đề phòng tiểu nhân vây quanh mình, do bạn quá tốt nên nhiều người ghen ăn tức ở, chỉ chờ sơ hở để đặt điều bôi nhọ, nói xấu bạn không thương tiếc, họ càng xấu tính bạn càng phải sống thẳng lưng và sống tốt để không ai có thể ức hiếp bạn. Tử vi sự nghiệp, tuổi Mậu Tuất tháng 1 năm 2024. Tháng này Mậu Tuất có nhiều cơ hội cho công việc, nhưng do hay gặp tiểu nhân quấy phá, cộng thêm tính tình bạn quá thẳng thắn và bộc trực, nên khó thành công, ngũ quỷ cũng khiến bạn lao đa nhiều phen trong công việc và thường xuyên gặp trúng nhiệm vụ khó nhằn, không được bất cứ ai giúp đỡ, phải tự lực cánh sinh trèo chống một mình, bạn cũng không nên quá nhiệt tình và thoải mái trong việc thỏa thuận và giúp đỡ người khác khi đi làm. Lòng tốt của bạn đang bị lợi dụng một cách trắng trợn và nhiều người xem những việc tốt bạn đang làm là điều hiển nhiên, không tôn trọng công sức của bạn. Càng về cuối tháng càng chật vật và Mậu Tuất nên hạn chế ăn nói hàm hồ, nói không suy nghĩ, thả nói ít làm nhiều còn hơn. Nói nhiều mà không làm được gì, dù ai nói xấu về bạn như thế nào đi nữa, thì bạn cũng nên im lặng và cố gắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Những ngày đầu tháng không có lợi cho việc kiện cáo, tranh giành, đấu đá, hãy dành thời gian đó để nghỉ ngơi, thay vì mệt đầu nghĩ ra cách để đối phó với người khác. Bạn tốt hay không trời biết, đất biết, chỉ cần làm ăn minh bạch không trái với lương tâm ắt sẽ có lộc đầu năm mới tìm tới. Bạn phải chịu khó duy trì tâm lý và sức khỏe tốt thì mới có thể đương đầu tốt hơn với công việc và cuộc sống. Tử vi tài lộc, tuổi Mậu Tuất tháng 1 năm 2024. Có thể có sự suy giảm tạm thời về thu nhập hoặc thua lỗ đầu tư do ảnh hưởng mạnh từ hung tinh. Người tuổi Mậu Tuất cần lập kế hoạch và phân bổ vốn và tài sản của mình một cách hợp lý, không mù quáng chạy theo xu hướng
hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro, đồng thời duy trì thái độ hợp lý và thận trọng để đạt được sự phát triển tài chính. Mậu Tuất cũng chớ mạo hiểm làm những việc phạm pháp, phạm tội để không gây thiệt hại về tiền bạc và của cải. Nửa cuối tháng sẽ gặp xui xẻo, có nhiều khúc mắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc quá tự tin vào khả năng của bản thân sẽ khiến bạn gặp đủ loại rắc rối liên quan tới tiền bạc, công việc không ổn thì túi tiền cũng bất ổn. Người tuổi Mậu Tuất không được mua số lượng lớn cổ phiếu có rủi ro cao để tránh khiến bản thân rơi vào khủng hoảng. Ngoài ra, bạn cũng nên mua bảo hiểm tai nạn cho bản thân. Vì dưới tác động tiêu cực của sao xấu thì năm nay sẽ tốn rất nhiều tiền cho bác sĩ. Gia đình nào có ô tô mới mua vài năm trở lại đây thì nên chi tiền mua bảo hiểm cho xe. Đừng tiếc tiền vì tháng này, bạn rất dễ bị va chạm với xe khác hoặc gặp hư hỏng bất ngờ. Mua bảo hiểm cho xe sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Tử vi sức khỏe, tuổi Mậu Tuất tháng 1 năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Mậu Tuất âm lịch nhắc nhở bạn nên chú ý đến sức khỏe của người lớn tuổi ở nhà và đưa họ đi khám sức khỏe toàn diện. Trẻ em tuổi Mậu Tuất sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết. Khi ra ngoài trong năm nay có thể gặp phải nhiều bệnh vặt, tốn tiền đi viện liên tục do thời tiết khắc nghiệt. Tốt nhất nên mua bảo hiểm cho trẻ càng sớm càng tốt hoặc tăng cường đề kháng cho trẻ. Cơ thể tháng này trở nên yếu nhược vì thiên nguyệt hung tinh lộng hành. Người có bệnh thì bệnh càng nặng thêm, người sức kém lại càng kém thêm do ăn uống và ngủ nghỉ chưa được điều độ. Tử vi tình duyên, tuổi Mậu Tuất tháng 1 năm 2024. Với những cặp đôi đã yêu nhau một thời gian dài, cả hai bạn bị áp lực cuộc sống kéo xuống, nên đều cảm thấy không thể thích nghi với tính nét của nhau và có thể phải xa nhau một thời gian để mối quan hệ có thể trở lại trạng thái bình thường. May mắn là với người độc thân, trong tháng đầu tiên của năm mới, có quá nhiều niềm vui tìm đến nên bạn tạm quên được người cũ và chia tay với những mối quan hệ không còn bổ ích cho mình nữa. Thay vào đó, bạn sống vì bản thân và gia đình nhiều hơn. Suy cho cùng thì việc tha thứ hay không tha thứ người đã làm tổn thương mình đã không còn quan trọng nữa, bởi ít nhất tại thời điểm này bản thân bạn đã an yên với cuộc sống một mình. Hãy tự ôm lấy bản thân mình và những ngày mệt mỏi, đừng chờ đợi hay mong chờ bất kỳ điều gì từ ai đó, vì chỉ có bản thân bạn mới đủ khả năng giải thoát tâm hồn cho bản thân. Con giáp này nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người thân nhiều hơn, có sự kết nối giữa cha mẹ và con cái xuất hiện, hiềm khích được hòa giải và đón Tết sum vầy cùng nhau. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Mậu Tuất 1958 trong năm 2024. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Mậu Tuất nữ mạng, kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz, xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền cho nữ mạng năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Mậu Tuất nam mạng. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy, hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang.
tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn, kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Lắng nghe lời Phật dạy về phước đức cốt lõi của sự giàu có. Chắc bạn đã từng ngưỡng mộ những người giàu có và bắt đầu so sánh với những người cũng chăm chỉ làm ăn vất vả mà sao không thể giàu. Tiền bạc kiếp này của họ dồi dào như vậy là bởi kiếp trước họ đã tạo nhiều phước đức, gieo hạt giống bố thí rất nhiều cho người khác. Theo quan điểm của Phật giáo, tiền bạc bản thân cũng có ẩn chứa luật nhân quả, nhìn nhận một cách đơn giản khách quan. Thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết tu phúc, hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước. Hiếu thảo với cha mẹ, chẳng cần phải làm điều gì xa xôi. Điều trước tiên Phật dạy chúng ta muốn sống tốt và đạo đức thì phải biết cung kính, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Vui vẻ, thuận thảo với anh chị em, hòa hợp với bà con cô bác láng giềng bằng cách yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong tình cảm sâu sắc của nhân loại. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ. Để đứng sinh thành vui lòng, trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Tích đức từ đôi tay, mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Bởi vậy, chúng ta cần chú ý học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác, không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay, kỳ thực là cho chính bản thân mình, đôi khi cho đi nhận lại thực ra chỉ đơn giản là như vậy bạn ạ. Lòng khoan dung, không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. Từ lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Ví như lời nói thẳng, ta có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Với lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Vì thế, đừng thích gì nói nấy, phải nghĩ kỹ trước khi nói, cẩn thận kẻo nói thẳng. Nói thật, có thể là khẩu nghiệp không chừng, cứu người, khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường nên đến giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.